Chửi nhau căng cực vậy, căng cực vậy, bình tĩnh sống, bình tĩnh sống. 2013 rồi, kiếm tiền không kiếm chuyện. Đây nào. Ủa, rồi bỏ nhà đi bộ luôn hả? Rồi ham vui nữa, bỏ nhà theo trai nữa. Bỏ nhà theo trai nữa. Sao farm đây? Bỏ mình kinh yếu nha, dùng mình đứng ở mid mình đó. Không yếu lắm. Ôi sống quyền ngay đây nó. GG. Giờ mình đợi git, mình đẩy lên farm à. Git này mình đánh lỗ á. Lỡ chết hay lỡ bị lô máu ở đây. Cái này mình farm thôi. Hay chưa? Him. Ôi tụi tụi hết trời. Trời ảo ma thì chứ. Vãi cả 24 gift đi dòng gì đây găng luôn hả? Ác vậy. Ác quỷ. Ác quỷ mới găng đường đó được á. Chỉ có ác quỷ mới găng đường đó. Ác quỷ thiệt. Cái đồ xanh nãy mình cắm mắt qua đây mình thấy nó mà nó không biết giờ nó chạy qua đây nó dòng lại găng. Ác quỷ. Thì quay đó farm đó xong quay rồi mà. Cái quay to vô farm xong hết rồi mà. Quay sao là quay thường mà. Cái quay to vô trụ lên đâu có quýnh đâu. Thì nó găng lì chứ. Ai găng vậy? Găng gì bị thọt gừng. Nó bị chậm thăm minh á, ví dụ như gừng ông ở trên đi mà nó ông găng vậy mà đơ không lên được quýnh thì nó thọt điên luôn á. Quýnh hồi xíu gừng đơ cấp 6 nó cấp 4 á, nếu mà pha đá đơ không chết. Pha đá đơ chết thì nó đúng. Thì tự nhiên cái pha đá đơ mà có mạng trong đây cái là nó cút rồi. Tại nãy pha nó đâu có quét đâu, nó cầm mạng mà. Biết nó có mạng trọng là nó không găng được nó thọt. Rồi quay cover cái này ơi. Bây giờ chị giờ sắp rồi. Cái pha giết hai thành chết hai luôn. Tự nhiên bay ra cây canh nó giết gà canh đúp chúng cho nên nó mới có cơ sở đánh á. Và nó chứ 700 người đâu chết đâu, đâu chết ai đâu. Chờ bọn nó sống luôn rồi. Bọn nó sống lại luôn rồi. Trời ơi, yêu con Sion kìa. Oh my god. Nam này té tướng rồi, chết Nam chết té tướng rồi. Chính là té tướng. Phải thì này té tướng hả? Felix Cuba này. Và vậy mà không e vô Sion kìa, không e con AD với nó lẹ phải bắn hết rồi. Dở chưa? Sao
và ta lát né luôn với hai chứ ta. Tiết lát gì? Cái pha này tiết lát làm gì ta? Lát né cái hất tung với hai rồi. Hai bên đều có diễn viên nha. Bên kia có top, bên mình có mid nha. Hai bên diễn viên nha. Vì vậy sao tụi nó lại sao hai bên lại chửi nhau gì đơ vậy? Đơ chỉ chơi im lặng chơi game thôi mà, đâu có làm gì đâu. Chửi nhau căng cật vậy, bình tĩnh sống. 2013 rồi, kiếm tiền không kiếm chuyện. Bình tĩnh sống. Bé vô mình nút. Nói nữa xin nó cây ba toàn cái đầu mình giờ. Chết rồi. Sao cướp hai bãi gừng rồi về nào anh em, nhớ khi mà quét sạch team nó hay khi bút trụ team nó còn bãi gừng là phải cướp nha, chứ triệt để tài nguyên của bên kia cho nó hết gừng farm luôn. Đau chưa, hai kiều đau chưa? Felix Cuba team mình giết 24 mạng nó không sót một, ảo chưa? Mấy đứa này chat dễ thương ghê. Anh em nhớ like, subscribe kênh cho tôi nha, mình em nhiều.